Quần hội Văn Lang Âu Lạc là sợi dây thắt chặt trong mỗi cộng đồng về mặt dân tộc, là biểu trưng của dân tộc Việt Nam về mặt văn hóa, là sự tập trung những tinh túy về bản lĩnh trí tuệ của dân tộc, giúp cho mỗi con người Việt Nam trở về với truyền thống, với cội nguồn. We'll be right back.
đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vững bước cùng thời đại, khẳng định quyết tâm hòa chung với khát vọng của quốc gia, dân tộc. Công đoàn ngành công thương tỉnh Thái Nguyên với sứ mệnh và trọng trách của mình luôn phát huy tinh thần của công nhân, viên chức, lao động, anh em dân tộc một nhà cùng xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam phát triển, bay cao, vươn xa trong kỷ nguyên hội nhập. Quý khán giả, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội diễn thành công, rực rỡ. Xin chào và...